Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay thông thiền được hòa thượng xây vô đây theo lời yêu cầu của học viện, thì mình phụ trách cái môn là tổ sư thiền trong cái thiền học đại cương đó. Một phần là của thầy Tăng Định và Như Lai thiền, và thông thiền là chuyên về tổ sư thiền. Hôm nay mình sẽ học bài đầu tiên, khác như mấy năm trước, không khác trước. Mấy năm trước thì thông thiền sẽ hướng dẫn đại cương về thiền học, nhưng hôm nay mình bỏ cái bài đó đi, mình sẽ đi thẳng vào tổ sư thiền. Thì thời gian hôm năm nay nó ít hơn, thì nói về tổ sư thiền như mình sẽ trình bày trên đây. Thì bây giờ á, đầu tiên á, chúng ta cần phân biệt giữa Như Lai thiền, thế nào là Như Lai thiền, thế nào là tổ sư thiền ha. Tại vì đây là hai cái môn mà hai vị thầy phụ trách. Thì bây giờ cái phần Như Lai thiền, thông thiền không có đề cập tới, tại vì cái phần đó thuộc lĩnh vực của Thượng Tọa Tăng Định. Thì thông thiền chỉ nói về tổ sư thiền. Rồi trong cái bài tổ sư thiền này đó, mình sẽ nói về cái khác biệt thế nào giữa, đồng ý phân biệt được giữa tổ sư thiền, những Như Lai thiền và Đại Thừa thiền. Còn phần Đại Thừa thiền đó, và chính tổ sư thiền này nằm trong Đại Thừa thiền, từ đó phát triển lên. Giờ nói về tổ sư thiền. Thì chính thưa quý vị, tổ sư thiền đó, còn tên gọi khác là Tối Thượng Thừa thiền, hay còn gọi là Thiền Tông. Tại sao cái tên gọi là Tối Thượng Thừa? Bởi vì á, là cái thiền mà tối thượng là không có gì trên nữa hết. Đại Thừa thì còn cái trên, đó là tối thượng. Cho nên cái thiền này tại sao gọi là tối thượng? Thưa, tại vì đây là cái chỗ mà cứu cánh của Đức Phật muốn nói, chứ không nói trên phương tiện. Thí dụ như Lai thiền đó, là thiền của Nguyên Thủy thì còn nói trên phương tiện, tức là lập những cái phương tiện để mình bước vào. Còn ở tổ sư thiền này chỉ thẳng, gọi là trực chỉ thẳng cho mình thấy được cái chỗ cứu cánh đó, cho nên gọi là tối thượng là như vậy, nghĩa là không còn cái gì trên nó. Tới chỗ rốt ráo rồi. Và cái chỗ rốt ráo đó là gì? Thưa, chính là cái tâm tánh của chúng ta, cái tâm thanh tịnh chúng ta. Cái tâm thanh tịnh đó có nhiều tên gọi, gọi là chân tâm, đó là theo kinh, gọi là tự tánh, đó là gọi theo luật tổ huệ, huệ năng, gọi là Như Lai tạng, gọi là pháp thân, vân vân. Thì đó là cái chỗ mà Phật muốn chỉ cho tất cả chúng sinh đều biết. Nhưng mà lúc Phật thành đạo rồi đó, ngồi với cội Bồ Đề, thì Phật mới biết rằng cái pháp môn này, chính cái chỗ thấy của Đức Phật rất khó nói ra. Khó, nếu nói thì người ta sẽ khó lãnh hội. Cho nên Phật muốn thị tịch, Phật đem cái mình hiểu biết đó vào trong niết bàn luôn. Nhưng mà chư thiên á mới năn nỉ Đức Phật, bây giờ phải lập bài phương tiện để giáo hóa chúng sinh, chứ không có thể coi như thâu thần tịch diệt sớm như vậy. Thì nhờ chư thiên khuyến thỉnh như vậy, cho nên Đức Phật mới lập ra Tam Thừa, tức là phương tiện như vậy, tức là mới đề ra cái gọi là Như Lai thiền, là dạy phần lần xuống. Rồi Đại Thừa thiền là như thế nào? Thì cũng từ Như Lai thiền đó phát triển lên, nhưng mà cũng chưa phải là chỉ thẳng. Có nghĩa là giữa, đây là mình trình bày giữa ba thứ cho quý vị thấy. Cái đầu tiên á, tức là do mình tu. Cái Như Lai thiền là do mình tu, rồi mình đến cái chỗ quả chứng của nó là A-la-hán ha, cuối cùng. Thì A-la-hán là cái chỗ mà tịch diệt, tức là không còn phiền não, đúng không? Không còn phiền não. Nhưng mà đối với cái Như Lai thiền này thì không có thấy được cái thể, cái tướng, cái dụng của chân tâm, chỉ thấy chỗ tịch lặng đó thôi, rồi an trú trong đó, không phát huy được cái diệu dụng. Cho nên Đức Phật chưa dừng ở đó. Trong cái kinh điển này thừa, Đức Phật khuyến khích những thằng A-la-hán này nè, đừng độn căn A-la-hán tiến lên nữa, tức là để thâm nhập vào cái bản thể của chân tâm, để từ đó phát khởi ra tướng dụng. Và như này gọi là Đại Thừa thiền, và tác phẩm gọi là Đại Thừa Khởi Tướng Luận.
sẽ trình bày về cái đại từ thiện này đây. Tức là nói về cái thể đại, cái tướng đại, cái dụng đại của chân tâm. Nhưng mà giữa đại thừa thiền và tổ sư thiền, tức là thiền tông tới thượng thừa thiền, khác nhau chỗ nào? Đây là cái điểm mà khó nhận ra. Tại vì thiền tông cũng nói như đại thừa thiền, có nghĩa là vẫn nói cái chân tâm đó có thể đại, tướng đại, dụng đại. Như vậy giữa tổ sư thiền và đại thừa thiền khác nhau chỗ nào? Đó là cái điểm mà chúng ta rất khó phân biệt. Như hai này, đây là hai cái điểm mà rất khó phân biệt. Hai cái này khác với cái Như Lai thiền là dễ biết rồi, tại vì Như Lai thiền chỉ nói cái chỗ tịch diệt thôi. Nhưng mà giữa đại thừa thiền và tối thượng thừa thiền nó có cái điểm khác biệt mà ít người nhận ra. Ở trong đây ai có thể nhận ra? Với thầy thường chiếu mình thử ra. Làm sao phân biệt giữa đại thừa thiền và tối thượng thừa thiền? Làm sao phân biệt được? Ở đây cũng có người trong tông môn mình đây, ngồi đây. Thì đây là cái điểm mấu chốt chúng ta đi vào bài này. Nói tới tổ sư thiền hay thiền tông, tự nhiên chúng ta nhớ tới cái vị sơ tổ đầu tiên, đó là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma đã từng sang Trung Quốc nói câu gì? Thưa bất lộc phân tử, giáo ngoại bị truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến thánh thành Phật. Bây giờ mình sẽ dịch từng câu quý vị nghe. Bất lộc văn tự có nghĩa là sao? Bất lộc văn tự. Và tại sao khi sơ tổ đi sang Trung Quốc, sơ tổ bày ra cái việc này? Nó có lý do, không phải sơ tổ nói như vậy đó. Tại sao vậy? Tại sao khi vừa bước chân lên Trung Quốc, bên đất nước Trung Hoa đó, thì Bồ Đề Đạt Ma lại dõng dạc tuyên bố cái phương châm này đây? Là tại sao? Nó có lý do. Tại vì chúng ta nếu quay lại cái thời nó Bắc Triều đó, thì chúng ta sẽ thấy cái thời đại trước khi sơ tổ sang Trung Hoa, thì thời đại đó người ta chuộng chữ nghĩa dữ lắm. Rất là chuộng chữ nghĩa. Các nhà dịch kinh từ phía Bắc đó, Trung Quốc đó, tức là những nước Hồ, tức nước Ấn Độ, ta đi sang, thì được rất là trọng vọng, và dấy lên những cái phong trào dịch thuật rất là mạnh mẽ. Vua quan ha, cùng những sĩ thứ đều đi theo con đường đó. Người ta chết chìm trong chữ nghĩa, quên đi cái thực chứng sự tu hành. Tối ngày với mò trong kinh luận tìm chữ nghĩa không? Nghĩa lý trong đó, trong chữ. Và quên đi sự thực chứng, tức là tu ở trên tâm mình, quên đi. Và cái phong trào đó rất là mạnh, ngay cửa vua Lương Võ Đế và ông Hoàng Thái Tử của vua Lương cũng vậy. Ông vua đó và ông Thái Tử cũng vậy, cũng mê kinh điển. Và do gì những ông vua mê như vậy, trên dân chúng như vậy thôi, nhất là một phong trào tối ngày cứ học mà không điều lô tô. Thì cái sứ mạng của Đề Đạt Ma sang Trung Quốc á, thì với cái nhiệm vụ là dẹp trừ cái tệ nạn đó. Người ta nói cái câu gọi là thủy trung văn bố, có một cái câu, câu này là ám chỉ cái gì? Thủy trung văn bố. Văn bố á, tức là những cái, ví dụ mình luyện một cái cục gạch xuống dưới cái mặt nước tĩnh lặng thì nó lan ra, nó loang loang ra những cái vết ha, loang loang ra những cái gợn sóng. Những gợn sóng nó gọi là văn bố. Thủy trung là trong nước, và nước ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho Phật pháp. Và văn bố ở đây, những cái sóng gợn là chỉ cho những cái văn chương, những cái loại văn chương mà nó không có thực tiễn. Tức là ở trong chữ nghĩa trong đạo Phật đó, mà dùng những cái văn chương nhiều quá đó, thì làm cho người ta lệch hướng, người ta không thấy được cái bản thể chân thật đó. Cứ chạy theo chữ nghĩa, chạy theo những cái văn hoa mỹ từ đó, thì người ta quên đi sự tu hành. Và cái thời trước khi Tổ Đạt Ma đặt chân sang Trung Quốc đã thịnh hành cái phong trào đó rồi. Cho nên nhiệm vụ của Tổ Đạt Ma là sang Trung Quốc để dẹp trừ cái nạn đó đi. Cái nạn đó gọi là thủy trung văn bố. Mà muốn dẹp cái nạn đó đó, để người ta quay lại tu hành đó, thì phải nói mạnh. Cho nên Tổ Đạt Ma nói rất mạnh, bất lộc phân tử. Tức là cái pháp môn thiền của tôi đây
không có dựa trên chữ nghĩa nhiều, không có câu nề trên chữ nghĩa. Quý vị nhớ nha, không lập không có nghĩa là không cần, không dùng, hoặc là không có câu nề, ha, không có mắc kẹt, tức là vượt lên trên chữ nghĩa. Tạo mình hiểu cho nó đúng cái từ chữ bất lập có nghĩa là như vậy, tức là vẫn dùng chữ nghĩa nhưng mà phải vượt lên trên nó, thấy được cái yếu chỉ nằm phía sau nó, tức là nghiền nát cái ngọ, cái vỏ cứng của ngôn từ để nhìn thấu được ý nghĩa bản chất bên trong, chứ không phải là cái chạy theo những cái văn tự mà gọi là hoa mỹ đó, cho là hay đó, rồi quên đi cái bản chất bên trong. À, đó là sứ mệnh của Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên Ngài dùng từ rất là mạnh, bất lộ phân tử. Và câu kế đó là gì? Giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền dịch sao? Thì nó chính xác. Thường thường người ta dịch chữ biệt đó là riêng, nhưng mà dịch chữ biệt là riêng thì nó chưa chính xác lắm. Có nghĩa là có một cách truyền khác, cái biệt truyền là có một cách truyền khác. Cái pháp môn của tôi đây, rồi Đại Đạt Ma nói, cái pháp môn của tôi đây có một cách truyền khác ngoài kinh điển. Chữ giáo đó, ngoài giáo ngoại đó là ngoài kinh điển. Cái cách truyền này không nó theo ý như trong kinh. Tức là Bồ Đề Đạt Ma sẽ không dùng những cái chữ nghĩa y như trong kinh để dẫn chứng. À, đây là cái điểm rất độc đáo của Tổ Sư Thiền. Người gan dạ lắm mới dám sử dụng cái thủ đoạn này. Tại vì sao? Mình tu theo Phật mà không nói y như Đức Phật. Đây là cái điểm lạ lùng. Nhưng mà cái đại ý đó, đại ý của cái lời mà Tổ Đạt Ma hoặc là những cái động thái này buông ra đó, thì sẽ khớp với tinh thần của Đạo Phật, với đạo của Phật Thích Ca. Nhưng mà cái ngôn ngữ để dùng á, không y chang như trong kinh, không nhất thiết phải y như trong kinh, không phải từng cử từng câu giống hệt trong kinh, thưa không cần. Miễn sao hay thì cho người đối diện với mình, người đó lãnh hội được, nhận ra được cái mình muốn chỉ, thì đó là sự thành tựu của Bồ Đề Đạt Ma. Và có người mà lãnh hội được cái yếu chỉ của Tổ Đạt Ma chính là Huệ Khả. Một hôm Huệ Khả từ phương xa đến. Lúc đó Tổ Đạt Ma đã từ giả vua Lương Hòa Đế rồi. Khi đặt chân vào Trung Hoa đó, thì đã tới tiếp kiến Lương Hòa Đế. Nhưng mà Lương Hòa Đế sau khi nói chuyện qua lại với Tổ Đạt Ma thì Lương Hòa Đế không có lãnh hội được cái điều mà Tổ Đạt Ma chỉ. Cho nên Tổ Đạt Ma mới qua sông, anh đi về Thiếu Lâm, ngồi yên ở trên Tung Sơn đó. Tức là một cái hang sau chùa Thiếu Lâm, ngồi ở đó 9 năm xây mặt dầu dách. Rồi thì tới thời điểm đã đến thì Ngài Thần Quang, tức là sau này là Huệ Khả, tới ý kiến Ngài. Thì đầu tiên cái câu thứ nhất, Thần Quang tới họ bạch Hòa Thượng, con đến đây ha, để cầu xin Hòa Thượng dạy cho pháp an tâm. Mình tóm tắt thôi nha, đừng có nói lung tung, nó tóm tắt vô cái trọng yếu thôi. Thì Tổ Đạt Ma mới nhìn Huệ Khả, tức là Thần Quang, và hỏi: ngươi đem tâm ra đây, ta an cho. Thì khi ấy Thần Quang mới nhìn lại nội tâm của mình, tìm cái bất an đó, tìm hoài thì cũng thấy, thì mới trình bày với sư tổ rằng bạch Hòa Thượng, có tìm tâm không thể được. Thì ngay lúc đó Tổ Đạt Ma nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì khi mà Tổ Dự buông lời như vậy thì Thần Quang ngộ, lãnh hội được. Giờ mình tạm dừng ở đây, mình hỏi quý vị, lãnh hội được điều gì? Và cái đó có trong kinh hay không? Những cái lời Tổ Đạt Ma dạy cho Thần Quang đó, có rút trong kinh nào không? Thưa không, đúng không? Chỉ hỏi vậy thôi, ngươi đem tâm ra đây, ta ăn cho. Đâu có kinh nào nói vậy đâu, hoặc đâu nói cái đó. Như vậy là bất lập văn tự, như vậy là giáo ngoại biệt truyền, đúng không? Như vậy là sao? Trực chỉ nhân tâm rồi, chỉ thẳng cái tâm ông nè. Ông nói tâm ông không an, nha, thì đem tâm ra đây ta ăn cho. Không đem ra không được, thế là ông an rồi. Đó là chỉ thẳng tâm mình rồi. Cái tâm nó như thế nào? Cái tâm mà Thần Quang thấy đó là cái tâm như thế nào? Cái mà quý vị nó lăng xăng không ổn trong đây nè, nó có thật không? Không, đúng không? Nếu nó có thật, quý vị đem ra được chứ.
chi đem đâu có được. Giờ thí dụ đồ hủ đi, họ nói trời con vọng tưởng quá, giờ mình kêu đồ hủ đem cái vọng tưởng ra đây, đồ hủ đem có được không? Nhìn lại rồi lấy nó ra đi, lấy được, có đâu mà lấy. Chính cái không có đó, tính là chứng tỏ nó không có thật, thì không có thật đó là cái bí quyết an tâm. Cái độc đáo của tổ sư thiền là như đây, không có cần những cái phương pháp gì khác, họ chỉ cần nhìn lại cái tâm không, thấy rõ được nó không thật, thế là an tâm. Thì hoài không, không dùng phương tiện gì cả. Trong khi Như Lai thiền, trong khi Đại Thừa thiền phải có phương tiện, tức là phải ngồi lại sở tư quán, hít vô thở ra, còn làm sao vốn làm việc quán niệm, thân sao, thọ sao, tâm sao, pháp làm sao, thân thì khổ đúng không, thọ sao, tâm bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, phải quán sáng như vậy đến khi lần lần phiền não nó rơi rụng thì mới thấy được cái chỗ không thật đó. Cái này chỉ thẳng cái thấy không thật thì không được, chứ đâu thật đâu. Phải nhờ mình không lòng ngao, mình hỏi từ từ, tại vì cái tối từ từ này nó đặc biệt. Còn ví dụ sở tư quán đi, ví dụ nếu người tỏ một cái vô ra hai, cái gì tu như vậy là tu từ từ, tu có phương tiện ha, rồi từ từ phương tiện đó thì não nó bớ, rồi cái gì mới thấy được cái chỗ mà Phật Ma dạy cho quỳ khả. Còn đây chỉ thẳng ra, người nào à căn cơ bé nhạy thấy liền, thấy được cái liền, thấy cái vọng tưởng này nè, cái mà mình cứ nghĩ rằng nó thật, những cái tư duy nó nó thật là như nó thật, và đó là chân lý. Mình là từ hồi lâu xa tới bây giờ không ai dạy, mình cứ ngỡ rằng cái dòng tư tưởng này, cái gì mình nghĩ ra là thật. Phải không, thân này thật là thấy chắc rồi đó, rồi kế đó cái tư tưởng này là thật, mình luôn luôn nghĩ như vậy. Và tất cả pháp môn của Phật đều dạy rằng thân không có thật, thân bất tịnh, kiếm nói nữa, rồi tới cái tư tưởng này, này không thật luôn. Và rồi quả nó yên là như vậy, đó là chân lý, chứ không phải là nó áp đặt. Cái dân nghiệm có phải không, có phải cái dòng tư tưởng này nó thay đổi hoài không, chứ đâu phải là nó nghĩ một vấn đề nghĩ hoài đâu, nó lặn xuống cái khác nó nổi lên đó, chứng tỏ nó không thật. Nếu nó thật là nó một dòng suy nghĩ nó tiếp tục chạy hoài, cái gì nhận lên điều này chứ, đúng không? Cái gì nghĩ một vấn đề coi một chút xíu à, nó nhảy qua vấn đề khác, chứng tỏ nó đâu có thiện đâu, có phải không? Ông Phật cũng hay lắm, cái ông tổ cũng vậy đó, thấy rất rõ điều này và chứng minh cho chúng ta thấy. Như vậy có nên cãi giả nhau không? Ví dụ có nên nói rằng tôi đúng không, ý nghĩ của tôi đúng không? Không nên đúng không? Tại vì có chắc chắn gì đúng đâu ha, biết bao nhiêu học thuyết dựng trên cái tư duy này nè, có tồn tại không? Không. Những triết gia đó một thời gian là thay đổi tại sao vậy? Vì gì nó hư dối, những cái tư tưởng này nó hư vô, không có vấn đề nào mà chưa bằng nó còn mãi thôi. Nhất là cái triết thuyết nó thay đổi luôn luôn, đúng rồi. Cái gì khảo sát lại những triết gia từ hồi cổ đại tới bây giờ ha, như Platon, Aristotle cho tới Hegel, Kant, vân vân, những cái đại như Heidegger nha, cũng đều không có tính vững. Với thời gian rồi nó sụp đổ, Phật nó lung lay rồi. Tại sao vậy? Chỉ đặt trên cái nền tảng của tư duy này, phân biệt này đó, thì làm sao mà đứng vững được? Nó vốn là hư dối mà, nó vốn là không thật mà, đúng không? Còn đặc biệt Đức Phật của chúng ta đó, Ngài nói những cái phương tiện đó Ngài xóa, Ngài kêu mình đừng có bám vô đó, vì nó cũng là hư dối, cho nên không có giá trị. Trong khi các triết gia cho rằng mình là tư tưởng mình là thật, cho nên bị không dính được. Cái đặc biệt của Đức Phật, Đức Phật nói ta 49 năm thuyết pháp, không có nói câu nào hết, nói xong Đức Phật xóa, vì đó là phương tiện. Đó là niệm độc đáo của Đức Phật. Chỉ có ông Phật Thích Ca mới dám nói điều đó thôi. Mà hầu hết các triết gia đều cho rằng cái tư tưởng là thật, xây dựng trên tư tưởng thôi, bởi tư tưởng nó hư dối vậy à.
Còn cái mà Tố Thượng Thừa này muốn nói đó, cái đó không mở miệng được. Chẳng là chúng ta nói đến chi, cái gì có cái khái niệm vậy thôi. Cái chỗ đó phải chứng mới biết. Thì nhớ cái điều này à, Thái Hòa Sơ Tổ của Đề Đông Ba muốn chỉ dạy chúng ta đó, trực chỉ nhân tâm đó. Cái gì phải tiến đánh thì mới thành Phật. À, nó cũng trên cái nền tư tưởng này thôi, nhưng mà nó siêu sức, đặc biệt là như vậy. Tại vì nó dựa trên cái nền đó thôi, nhưng mà nó dựa trên trên, chứ nó không dừng lại ở đó. Đó là chỗ khó hiểu của đạo Phật. Cũng cái biết này, nhưng mà cái biết đó không phân biệt thì phải. Và những cái mà lọt vào nhị nguyên á, hai bên á, hoặc là nhị biên đó, thì cái đó nó mang cái tính hư dối. À, mà tất cả chúng ta ở đây, những cái vọng tưởng chúng ta thì nó mang cái tính chất, cho nên nó không ổn là như vậy. Rồi, trải qua một thời gian, Thần Quang được đổi tên là Huệ Khả đó, ông tu theo cái thấy được cái tưởng mình không thật, thì Tổ Đạt Ma muốn nghiệm lại. Tổ Đạt Ma mới hỏi rằng: nhà ngươi á, gần đây như thế nào? Thì ngài mới nói: con lặng lẽ ha. Con nhìn lại tâm con thấy lặng lẽ. Thì Tổ Đạt Ma mới cảnh giác rằng có chừng rơi vào không à, tức là rơi vào cái chỗ mà Thiền Nguyên Thủy nói cái trình diệt lên. Họ bị chú ý vô đây, đây là điểm khác biệt cho Thiền Nguyên Thủy. Khác biệt. Thì Tổ Thần Quang mới nói: dạ, con thường biết mà, con lặng lẽ mà con thường biết, có cái biết ở trong thì làm sao rơi vào không được. Thì Tổ Đạt Ma gật đầu, gật đầu, gật đầu chấp nhận, tức là ấn khải. Thì Tổ Đạt Ma nói: chỗ nhà ngươi thấy đó thì đồng với ta thấy, và chư Phật mười phương cũng thấy như vậy, ngươi hãy giữ cái chỗ thấy đó, tức là lặng lẽ và thường biết, tức là trong cái thể tĩnh lặng đó có cái dụng thường chiếu soi. Chú ý chỗ này, tên là thực và chiếu ha. Thì đại thừa cũng chủ trương như vậy. Đại thừa tới thừa cùng một quan điểm này, hai yếu tố này cộng lại, tịch ở đây chính là định, chiếu ở đây chính là huệ, định và huệ. Nó phải có hai yếu tố này mới thành là thiền. À, chú ý hai cái đó. Đây là cái điểm khác biệt giữa Như Lai Thiền và Đại Thừa Thiền, Tổ Sư Thiền đây. Tức là Như Lai Thiền thì chỉ nói với cái chỗ tịch đó thôi, hoặc là Hán thì họ chứng với chỗ cái tịch lặng đó thôi, rồi họ an trụ đó, họ không có đi ra khỏi nó. Trong khi Đại Thừa Thiền và Tổ Sư Thiền vượt lên trên nữa, tức là có một cái sáng suốt chiếu soi, mà cái đó là cái dùng của chân như. À, chúng ta cần lưu ý. Và có cái tính hoạt dụng đó thì cái người tu đó sau khi giác ngộ đó mình mạnh mẽ đi vào đời, hội nhập được cuộc đời để mà hóa độ chúng sinh, không có sợ sợ, vì mình có đủ bản lĩnh, đủ tài năng đi vào cuộc đời, chứ là không sợ những cái cảnh động. À, thường thường người tu mà ở trong tịch lặng họ sợ cảnh động, nhưng đặc biệt cái Tổ Sư Thiền này có cái hay là không sợ cảnh động. Và Tổ Đại Năng là con người mà truyền bá cái mình xỉn cực lực xỉn dương cái đó thiền này. Tổ Đại Năng mà ai mà ngồi thiền mà bất động á thì Tổ không có chịu. Ví dụ mình đang ngồi vậy, Tổ lại thổi lỗ tai mình. Tại sao thổi lỗ tai biết không? Ai nói được tại sao thổi lỗ tai? À, mấy thầy tiền chiếu nói được, tại sao lục tổ á thì sinh mà ngồi thiền y như nè thì lục tổ lại thổi lỗ tai là sao? Dạ thưa giáo thọ, chúng con nghĩ rằng là theo tổ thổi lỗ tai như vậy là vì không có muốn cho mình trụ vào cái chỗ không, mà mình phải thường rõ thường biết. Như vậy thì thiền theo mà thiền tông á, thì cái người hành giả đó là phải thường rõ biết, chứ không phải là chỉ ngồi yên. Dạ dạ thưa hết ạ. Nó mình hỏi ngay trong tông môn mà, cho nên biết liền. Chính xác. Cái này này cũng trong một tông môn. Tức là không có chấp nhận mình ngồi lặng lẽ mà không biết gì là không được. Thổi nhẹ nhẹ mà người phải biết. Thổi là một cách nhắc nhở mình. Chứ không cần đánh mình, thổi nhẹ nhẹ thôi. Rồi mình phải biết, mình phải có cảm giác biết nhẹ. Biết không thổi mình.
Đó là luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt, thì cái đó mới là thiền. Còn mình mà ngồi im re ra là chưa phải là thiền đâu. Thì khác nào cây đá đâu, lục tổ là tối kỵ cái đó mà. Mình ngồi như cây đá là lục tổ mới chịu. Lục tổ rầy, nhớ gì đó. Quý vị mà ngồi dù bất động tới mấy đi nữa, nhưng mà quý vị không biết gì hết đó, là không đúng. Tôi là đến minh, minh là sáng mà, phải biết chứ. Rồi mình không biết gì hết không có được, nhớ không? À, cái hay của tối thượng thừa là chỗ này nè, vừa lặng mà vừa sáng, tức là vừa bất động nhưng mà biết hết á. Cái đó là cái độc đáo. À, nghĩa là sống trong cuộc đời này mặc dù biết bao nhiêu là kêu bằng á, vật biến đổi sau giờ tư tan thương á, dâu vệ tan thương rồi kêu bằng á, kinh thiên động địa vậy đó, nhưng mà mình vẫn bất động, cái đó mới là hay. Trong cái động mà mình bất động mới hay, tại vì mình có biết. Còn thí dụ mình ngồi im re không biết gì hết á, thì đâu xài gì được, đúng không? Mình đâu thể giúp đỡ gì ai, có hay không? Thí dụ mình lên núi mình ngồi im re đó, không giúp gì ai trời, thì nhà nước này không chịu, không chịu. Tất cả xã hội đều không chịu cái kiểu tôi đó, tiêu cực quá. Trong khi thiền tông mà ở Việt Nam mình sơ tổ Đức Lâm á, chủ trương đi theo con đường tối thượng thừa này nè, thì rất được nhà nước tán dương. Tại vì đi vào cuộc đời giúp đỡ người ta, trong cuộc đời động như vậy, phong bao bầu tố như vậy, nhưng mà cái người tu á, sau khi giác ngộ á, lại không động, làm mọi thứ việc mà không ô nhiễm, thì thứ đó mới thứ thiệt như vậy. Đi vào cuộc đời mà không ô nhiễm, tức là không bị động, đúng không? Thì như vậy đúng là có giá trị quá đi chứ. Cho nên nhà nước này rất tán dương và khuyến khích mọi người tu là như vậy. Chứ không phải gì không nhà nước đề cao thì phải trung lâm đâu. Có lý do, có lý do rõ ràng là tại vì đi theo con đường tối thượng thừa này đây. Vậy quý vị rõ được giữa Như Lai thiền và Đại Thừa thiền và tối thượng thừa thiền rồi chứ gì? Bây giờ phân biệt giữa Đại Thừa thiền và tối thượng thừa thiền, cái đó mới khó đó. Bây giờ ai nói được thì khác biệt giữa Đại Thừa thiền và tối thượng thừa thiền? Cái điểm khác biệt này rất là vi tế, tế nhị lắm. Ta không mà tinh ý thì khó nhận ra. Chờ phần nhớ là đây. Tối thượng thừa thiền còn gọi là thiền tông đó, tên gọi khác là thiền tông. Thì như ban đầu chúng tôi nói đó, Đại Thừa thiền thì thường thường dùng cái vụ luận gọi là Đại Thừa Khởi Tính Luận, lập trước trên đó. Và những quyển kinh như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, lập trước trên kinh điển. Thì lập trước như thế nào? Thưa nói là cái chân tâm, tức là cái bản thể chúng ta đó, nó có cái thể đại, tức là cái thể lớn, cái tướng lớn, tướng đại và cái dụng đại ha. Thể tướng dụng đều lớn ha. Thể tướng dụng đại ha, ba cái này đều đại. Chứ đại ở đây thiệt ra đó, nó là một danh từ mà chúng ta đừng mắc kẹt ở đó. Tại vì đây là cái từ chỉ số lượng, nhưng mà cái này nó siêu việt số lượng. Nó không phải lớn mà có thể đo đếm được. Chứ đại này nó siêu việt số lượng, không thể đo đếm được. Nó lớn, lớn như thế nào? Khắp hư không, chứ không phải dùng những cái tư duy này mà hình dung ra được. Ví dụ như cái thể của chân tâm lớn như thế nào? Nó mà hà đó, là đại đó, thì không thể hình dung ra được. Nó lớn dữ lắm, lớn cả hơn thở hư không này nữa. À. Rồi, nhờ cái thể lớn như vậy, cho nên khi mà cái tướng giác dụng của nó cũng lớn theo như vậy luôn. Cho nên người ta nói cái tu hành thành công rồi đó, thâm nhập cái bản thể đó rồi, nhờ nó đại như vậy, cho nên cái diệu dụng nó sẽ phát hiện ra. Diệu dụng chính là cái dụng đại này đây, phát này. Cho nên mình thường thường nghe những cái vị mà Phật, chư Phật á, và các tổ sư á, thị hiện thần thông, thi triển thần thông, mà mình không có ngờ được, vì làm quá sức tưởng tượng của mình. Thí dụ Đức Phật chẳng hạn, trong những pháp hội cần thiết, chư Phật bấm ngón chân một cái là cả cái cõi đất này nè biến thành vàng ròng hết trơn. Cái điều rất là khó tin.
Mà cái điều đó đối với mười phương chư Phật chuyện dễ ảo. Tại vì sao vậy? Đó là phải dùng diệu dụng của Đức Phật, đó là dụng đại tâm ngài thanh tịnh ha, đó là làm được tất cả. Cho nên đạo Phật nó có giá trị ở chỗ này, hay là chỗ này. Những cái cảnh giới đó Đức Phật biến hiện ra được hết. Tại vì từ tâm mình nó lưu sức, từ cái thể thể đại đó nó lưu sức, không gì lạ cả. Đối với con mắt phần hô thấy thì lạ lùng vô cùng. Những cái thần thông nó lạ lùng, nhưng thị ra nó cũng là quyển quá thôi. Cái gì mà biến hiện ra được toàn là đồ quyển không à. Mà Đức Phật chứng được như quyển tâm muội, Đức Phật làm cái bộ à. Sở dĩ chúng ta làm không được thì chúng ta chứng, chưa chứng được cái đó. Tu hành còn kém, chưa chứng được. Chứ nhưng bậc mình đại tu hành họ làm được hết rồi. Khuấy nước sông thành đề hồ, hay là thành tô lạc, cho người ta rất là sữa ngọt cho người ta uống. Trong lúc người ta khốn cùng thì chư tổ có cái công năng lớn như vậy. Và điều đó đối với chư tổ không có gì khó khăn cả. Để nói như vậy thì biết rằng cái dùng của chân tâm rất là lớn là như vậy. Dùng ra thì tổ sư thiền cũng chủ trương như vậy, cũng giống như đại thừa thiền thôi. Tức là cũng thể, thể đại, tướng đại, dùng đại. Vậy đâu là chỗ khác biệt giữa đại thừa thiền và tổ sư thiền? Đây, đại thừa thiền chủ trương mình có cái bản thể đó, nhưng mà phải tu. Ông cứ tu đi, trải qua ba tăng kỳ rồi ông sẽ thấy nó. Ông sẽ thấy được thể đại, tướng đại, dụng đại. Ông sẽ thấy được kết quả đó. Trong khi tối thượng thừa thiền có một cái cách làm cho mình thấy được liền, không có trải qua cái vô số kiếp như vậy. Thấy được không? Thấy được. Đó là điểm độc đáo của tổ sư thiền đó. Có một cái sử dụng những cái thủ thuật khiến cho người ta nhận ra được ngay, hoặc thấy được cái chỗ như vậy cả thấy. Tức là cái tưởng không thật ha, rồi từ từ nhận cho bản thể rỗng lặng đó. Đó là một cách mà Tổ Đà Ma đã truyền cho Huệ Khả. Trực chỉ mà thấy thẳng rồi, không có đợi ông tu ba tầng kỳ rồi tới chỗ vắng vẻ rồi mới thấy, tới tịch lặng mới thấy. Không, không cần. Chỉ thẳng về là thấy, thấy rồi mới tu nhanh hơn. Cho nên gọi là đốn là như vậy, tối thượng là như vậy, đốn là như vậy ha. Cái từ mà tối thượng, từ mà gọi là thiền đốn ngộ á, là nó nằm ở chỗ mình vừa mới trình bày cái gì thì nó bằng với đốn. Vì sao? Vì không trải qua thời gian lâu xa nên gọi là đốn. Đốn nghĩa là nhanh, nghĩa là chóng, rất là nhanh. Trong khi đại thừa nói ông cứ tu đi, trải qua ba tăng kỳ rồi ông sẽ thấy được cái chỗ thể đại, tướng đại, dụng đại đó, đúng không? Mình nói như vậy là khiếp, là ngán. Ông trình bày một giáo trình học quá trời lâu, mấy chục năm mới thành công, nó sợ liền. Trong khi thiền tông có cái đặc biệt, tổ sư thiền có cái đặc biệt rất là hay, có những cái cách cho mình nhận đến được liền cái đó. Và đó là cái siêu xuất của tổ sư thiền. Và cái chuyện đó nó không riêng gì tổ sư làm được đâu, mà cái người đầu tiên là Phật Thích Ca đó cũng có sử dụng cái chiêu này đó. Tức là trên Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật giơ cành hoa sen xanh lên giữa hội chúng, rất là đông người giơ lên, thì cả hội chúng đều ngơ ngác, không biết Đức Phật muốn nói cái gì. Riêng ngài Ca Diếp đó, ở dưới ngài ngồi, ngài nhìn lên, ngài mỉm cười. Thì Đức Phật biết rằng cái người đại đệ tử của ta đã nhận ra được cái điều mà ta muốn nói. Cái sự tích đó gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa là Đức Phật giơ cành hoa lên, vi tiếu tức là ngài Ca Diếp mỉm cười. Mỉm cười tức là hai thầy trò thông cảm với nhau. Ông thầy muốn dạy cái điều đó, ông trò ông nhận ra ông cười, thế là xong. Bốn mắt nhìn nhau thông cảm nhau, thế là tứ mục tương cố, thế là xong. Thế ông quý vị thấy rất là nhanh chóng. Học trò chỉ cần nhận ra được cái thầy mình muốn nói, thế là xong. Thầy muốn trao truyền, vậy là xong. Chỉ cần một người biết điều đó. Rồi sau này đó, tổ sư thiền tông cũng, con đường mà của thiền tông là như vậy đó. Và tổ sư
tiếp nối Tổ Đạt Ma cũng sử dụng cái chiêu đó. Và sau này Lục Tổ Huệ Năng thì đệ tử Lục Tổ cũng xài cái chiêu đó. Ít có dùng chữ nghĩa trong kinh điển lắm, hầu như không có dùng. Ít lắm. Khi nào người ta hỏi, Tổ mới dẫn kinh, kêu nói đi rồi tôi giải thích kinh cho. Chứ Tổ không bao giờ dẫn tràng kinh ra để giải, thôi không. Đặc biệt Lục Tổ Huệ Năng mà không có dùng kinh điển nhiều. Có người rất là xuất cách, rất là đặc biệt. Cho nên thiệt ra tối thượng thừa thiền nó cũng cần những cái căn cơ quán nhạy. Tại vì người mà chậm lục thì ai không nhận được chỗ này. Khi mà Phật Tổ mà khai thị của đó không biết muốn nói gì, điều dơ cành sen lên, mù mờ mịt không biết muốn nói gì. Đó. Còn dơ cây gậy lên. Thí dụ như càng Kiền Phong nha, ở đây mình dẫn tổ sư ha, cái này là ông Phật. Bây giờ ngày tổ sư Kiền Phong, một hôm có ông Tăng tới hỏi: Bạch Hòa Thượng, mười phương chư Phật có một con đường để vào cửa Niết Bàn, vậy chứ con đường nó nằm ở đâu? Thì ngài Kiền Phong đang cầm cây gậy, ngài Kiền Phong ấy có cây gậy. Ví dụ cái này cây gậy, cây Kiền Phong ấy nó ở chỗ này, ngài cầm cái gậy ngài gấp cho nghe, nó ở chỗ này, cái gì hông? Đó là con đường mà cứ đi qua. Cái câu hỏi ông Tăng hỏi Bạch Hòa Thượng, mười phương chư Phật bằng một con đường để đi vào cửa Niết Bàn, vậy con đường nó ở đâu? Thì ngài mới nói con đường nó ở chỗ này nè, gặp nhau. Thì ông Tăng này ông lãnh hội được, lãnh hội được, biết có phải là cái gạch này không. Theo cái gạch đó là chết á, người mắc lừa tổ sư đó. Vậy chứ nó nằm chỗ nào? Nhưng mà nếu nói không có con đường thì sao mười phương chư Phật dạo? Con đường nó nằm chỗ nào? Thì nó cũng y như cái hành động mà Đức Phật chớ cần quá lên như đó. Cái đó nhà thiền gọi là tự tánh dụng. Tự tánh dụng tức là nghe cái tự tánh này, cái dụng của tự tánh, nơi mỗi người chúng ta có cái dụng của tự tánh. Cái gì biết cử động đó, cái gì làm cho gì biết cử động, cái gì tại sao mình biết múa mai, mình biết giơ lên, cái gì làm cho mình biết giơ lên, chính cái đó đó, cái mà biết mà không phân biệt đó, khi mình giơ lên đâu phân biệt gì đâu, đúng không? Cái biết đó đó chính là nó đó, chính là cái từ tánh dụng, cái mà tổ sư muốn chỉ cho người học, Phật Tổ muốn chỉ cho người học, chứ không phải cái lằn vặt này. Chính cái cầm cái gậy đưa lên như vậy, chính cái đó đó là con đường vào cửa Niết Bàn đó. Cái từ tánh dụng của chúng ta, ai cũng có cái biết sáng suốt không phân biệt đó, đó là cái chỗ Phật Tổ muốn chỉ. Cái thể đại nó nằm ngay đó, cái dụng đại cũng nằm ngay đó. Nếu không có cái dụng từ tánh dụng thì làm gì biết chơi lên, như nhận ra chưa? Chứ không phải là cái cành sen, không phải là cái gãy đâu, không phải là cái lằn gạch đâu. Nào, nhận ra nhanh chóng như vậy đó ha, không cần phải trải qua thời gian lâu xa mới nhận ra được á. Đó là sắc thái của tổ sư thiền, không cần phải trải qua ba tầng kiếp mới nhận ra cái đó, nó nhanh cực kỳ, đúng không? Nhận ra được như vậy là quý vị vào cửa được và tu được. Tổ sư thiền nên độc đáo là chỗ đó đó, độc đáo là chuyện đó. Trong khi đại thừa thiền kêu mình phải tu đi, mình trải qua hết phiền não rồi mới thấy nó được, quá lâu. Ba thanh kỳ các kinh điển đều nói ba thanh kỳ kiếp mới thấy được, mới chứng được. Cái này có nói sẵn đây nè, trước mặt các ngài đây, các ngài chỉ cần nhận ra thôi rồi theo đó mà tu hành. Nó đốn chỉ đốn ngộ thôi nha, rồi mới tiệm tu. Chứ không phải đốn tu liền, đốn tu liền ít lắm, ít người làm được. Ở đây chỉ nói vậy, đốn ngộ. Và đó là thiền mà Huệ Năng muốn trao truyền cho chúng ta. Quý vị nhận ra chứ? Cái mà gọi là, quý vị có học Pháp Bảo Đàn chưa? Chưa phải không?
có biết cái câu mà thần tú á, có biết giai thoại thần tú về năng chưa? Không chưa nè. Thôi để lần sau, bây giờ khoan đi dội vào đó. Bây giờ như thế này, có một cái bài kệ của thiền sư Việt Nam mình sẽ chứng minh được cái sắc thái tổ sư thiền ở đây, tức là chứng minh được cái mà gọi là tịch mà chiếu ở đây, tịnh hoạt động à. Tức là ngay trong cái động này nè, có cái tịnh động à. Ngay nên trong cái sanh này nè, có cái vô sanh, và đó là sắc thái tổ sư thiền, chứ không phải đi tìm ở chỗ khác. Nếu đi tìm cái vô sanh ở một phương trời nào khác đó, thì đó không phải là tổ sư thiền à. Ví dụ chú ý chỗ này, cái không sanh diệt đó, nó nằm ngay trong sanh diệt này đây. Cái tịch lặng đó, nó nằm ngay trong cái động này đây. Cho nên thiền thông mới nói cái câu gọi là Phật pháp bất ly thế gian, pháp là như vậy à. Và cái điều đó ít ai nhận ra được. Mà nhận ra được điều đó thì thấy được sự khác biệt giữa tổ sư thiền và đại thừa thiền. Đây, quý thầy có cần mình viết chữ Hán lên không? Khỏi à? Khỏi à? Mình viết cái âm ra. Mình viết chữ Hán thì quý thầy hiểu, quý tưởng biết. Viết cái âm ra. Bài thơ này của thiền sư Quảng Nghiêm, đời nhà Lý. Xuyên qua bài thơ này đó, chúng ta sẽ thấy được cái sắc thái của tổ sư thiền rất rõ. Nếu không trình bày bài thơ này thì quý vị không hiểu được sự khác biệt giữa thiền Như Lai và thiền tổ sư, và không hiểu được những ẩn ý của câu nói của thiền sư. Nhiều học giả hiểu sai cái câu cuối cùng của bài thơ này. Quý vị chú ý nè, cái này nhất là câu chót này, đây là cái câu mà lạ lùng nhất. Chính các học giả không giải được hai câu trên, cho nên đối với câu thứ tư này các ngài bỏ qua luôn. Mà chính cái câu thứ tư này nói lên được sự khác biệt giữa Như Lai thiền và tổ sư thiền. Rõ ràng hư hướng Như Lai hành sư hành, tức là tôi theo ông Phật mà không đi theo con đường của Đức Phật, kỳ cục không? Vậy đi theo con đường của ai? Này, hư là thôi, là đừng, đừng có đi theo cái chỗ Như Lai đã đi. Sao kỳ vậy? Tất cả chúng ta đây tu theo Phật mà không đi theo con đường của Phật, vậy đi theo đường của ma à? Hay đi đường của ai? Thưa, con đường của tổ sư. Đó, này là giới thiệu về tổ sư thiền mà. À, không đi theo con đường của Như Lai, tức là không đi theo con đường Như Lai thiền, chứ không phải đi theo con đường của Đức Phật. Tức là Như Lai thiền là con đường phương tiện thôi, Đức Phật giả lập ra thôi. Người làm cái đứng Nam Nhi đó, là người con trai mà đứng vững ở đời đó, có cái chí mà sông trời thẳm á, phải đi con đường của tổ sư, tức là vượt tắc ngang hơn con đường phương tiện, tức là con đường tối thường thường. Đây là điểm độc đáo. Và con đường nữa trình bày ở đâu? Thưa hai câu đầu. Nếu ta không khéo đó, không phân tích rõ được hai câu đầu, thì ta vô phương đi vào con đường của tổ sư được. Và phần lớn các học giả đều gỡ không ra hai câu đầu này, bởi vì dịch theo một cái chiều hướng thôi, tất cả đều nghĩ theo một chiều, một chiều dễ dàng thôi, mà không nhìn được cái ẩn ý của thiền sư Quảng Nghiêm đặt ở trong đó. Ngài muốn nói rằng sự khác biệt giữa Như Lai thiền và tổ sư thiền mà. Bây giờ mình quay lại từ đầu, các học thuyết từ đầu. Thì các triết gia nói chung từ cổ đại cho tới bây giờ đều khuyên ta đối với một vấn đề nào đó thì chúng ta phải thâm nhập vào nó, đúng không? Phải đi vào trong cái triết thuyết đó, rồi từ ở trong cái triết thuyết đó đi ra nhìn trở lại ha, rồi phê phán thì mới đúng, đúng không? Thì hầu như học thuyết nào cũng chủ trương như vậy, đi vào trong nó lặn lội trong rồi đi ra khỏi nó mình mới đứng ở ngoài nhìn vào phê bình, có đúng không? Điều đó là đối với vấn đề học nào cũng phải như vậy mà, đúng không? Môn học nào mình cũng phải có cái cách quan sát như vậy, cách học như vậy.
Thì nếu dịch đó, theo các học giả dịch đó, bài thơ này thì cũng dịch theo chiều hướng đó. Tức là sao? Ly là cái tịch, tức là cái tịch diệt. Mình đã đi ra khỏi cái niết bàn, tịch diệt là niết bàn đó. Rồi mới nói về cái niết bàn đó. Câu thứ nhất ý nghĩa là vậy. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. Ly là cái niết bàn. Ta đi ra khỏi niết bàn mới nói về niết bàn. Thì đó là các chuyên gia cũng chủ trương vậy mà. Không nè, học thuyết nào cũng chủ trương vậy. Rồi, câu thứ hai cũng dịch theo cái chiều hướng đó. Sanh, tức là sống được với cái vô sanh. Tức là nếu mà vô sanh chẳng qua tên khác của tịch diệt thôi, cũng là một thôi. Đại đổi từ thôi. Sống được với cái niết bàn thì sao mới nói tới cái niết bàn? Vô sanh cũng là niết bàn thôi. Nhưng mà cái vô sanh này là cái chỗ tịch lặng thôi. Niết bàn này là của tiểu thừa. Thì đâu có dừng ở chỗ đó đâu. Đây là cái điểm mà quý vị phải lưu ý đặc biệt. Nếu nói như vậy đó thì cùng cái kiểu nói của các triết gia, các học giả và các nhà khoa học cũng nói như vậy. Đối với học thuyết nào mình phải đi ra khỏi nó, thâm nhập vào nó, đi ra khỏi nó để nhìn lại được phê phán đó, đúng không? Nói nó. Ở đây thì sư Hoàng Nghiêm không có đi theo cái chiều hướng đó. Cái ngụ ý nhà đặt ở đây không phải như vậy. Nếu gì biết chữ Hán đó, nếu dịch như hồi nãy giờ dịch đó, là dịch theo cái cấu trúc gọi là từ động tên. Động từ này ha, làm tân ngữ. Từ động tên. Ở đây cái cấu trúc Hán ở đây nó là từ gì? Chính phủ. Sanh vô sanh từ chính phủ. Đây hai từ. Chứ vô sanh là từ thôi. Đây hai từ này. Tịch chạy nhảy ly tịch. Hai cái từ. Từ chánh nằm ở đâu? Từ chánh nằm ở sau này. Tịch này. Từ vô sanh này. Từ chánh này. Rồi ly là từ hữu thôi. Sanh là từ hữu thôi. Nó bổ nghĩa cho thằng tịch này rằng vô sanh này. Từ chính phủ mà. Nó làm định ngữ là sao? Thì quý vị phải nhớ, nếu quý vị tra chữ ly á mà cứ xài một cái từ điều diễn mà gọi bỏ túi một xíu á, ít nghĩa quá, thì có nghĩa là lìa, là xa lìa, viễn ly, xa lìa, ha, rời khỏi. Nó thiếu gì à? Mình học ít quá là mình có chừng mắc kẹt. Chữ ly ở đây nó tới 12, 13 nghĩa nè. Và có một cái nghĩa là bài bố, bố trí sắp đặt. Bố trí sắp đặt. Có nghĩa là sao? Tịch mà hay động, hay bài biện, hay sắp xếp. Để đó mới là cái niết bàn của Tổ sư Thiền. Tịch mà động, tịch mà hay làm được tất cả. Trong cái vắng lặng đó, mình làm được tất cả. Cái đó mới lợi ích. Phải không? Một con người mà chứng đạo đó, nghĩa là đối với tâm thanh tịnh của mình đó, mình cũng đi làm đủ thứ chuyện đó, mà không có đạo không. Thứ đó mới xài được chứ. Còn quý vị nói quý vị tu ngon lành mà quý vị ngồi yên chỗ hoài không giúp ai gì hết trơn thì nhà nước này chịu không? Không. Nhà nước này chê mình là tiêu cực, nhà sẽ dẹp mình. Không có riêng nhà nước này đâu. Từ ở Trung Quốc nặng Đường Võ Tông rồi đó, Phật giáo có một cái tệ đó. Cho nên sở dĩ Thiền Tông mà còn có mặt á, sống dai là nhờ cái pháp môn này đây. Không có chủ trương ngồi yên, vẫn lao động, vẫn làm việc, nhưng mà không động. Đó là cái hay của Tổ sư Thiền. Câu xưa nhà được tất cả xã hội đều tôn trọng à, không phải là ngồi yên ăn ở không mà mang bát vàng thưa, không có chuyện đó. Vẫn làm luận, vẫn lao động, nhưng mà giữ cái tâm thái rất là bất động, thanh tịnh. Cho nên người ta đề cao là như vậy. Các vua quan đồ rất là ủng hộ là như vậy. Cho nên quỷ năng tuy là thất học, nhưng mà vua quan rất là đề cao. Bởi vì chỗ tu sư sức giúp ích cho nhà nước, làm lợi cho nhà nước nhiều quá. Tất cả nhà nước chứ không riêng nhà nước cách mạng này đâu. Ngay từ hồi xưa mấy ông vua bên Trung Quốc, ba đời vua phế Phật đều có nguyên do hết. Tại vì chư tăng ăn ở không, chư tăng không lao động, chư tăng không đi nghĩa vụ, không đi lính, nó ảnh hưởng tới nhà nước cổ đại đó, ảnh hưởng. Cho nên người ta dẹp
Thì đạo Phật là như vậy, nó có lý do. Và khi tổ xuất hiện đó, thì cứu vãn được tình thế đó, cứu vãn được tình thế, nghĩa là vẫn làm lụng mọi việc cho xã hội hết, nhưng mà trong đây không đổ. Hay không? Hay chứ. Và tất cả mọi người dạy người ta nên làm được cái điều đó thì lợi ích cho kinh tế quốc dân rất nhiều. Thôi nè. À, chính những cái bậc mà cầm quyền họ nhìn thấy cái điều này, cho họ tán dương cái pháp tu này. Và đó là một sự thật. Lục tổ Huệ Năng rất là thịnh hành, cả đời thịnh đường cho tới cuối đường, vì chủ trương cái lối tu này. À, trước đó nặng về chữ nghĩa, nặng về chết chìm ở trong tịch lặng, cho nên mấy ông vua Trung Quốc mới dẹp đạo Phật là như vậy. Không có lý do hết trơn á, tại mình tiêu cực quá mà, không phải vậy không? Tu không làm gì hết trơn, phải ăn không, ăn ở không, ai chịu, có đúng không? À, cái lý do mà có tổ sư thiền cũng là xuất phát từ những quan điểm đó, gì mà những tổ sư làm nữa, tức là họ vẫn làm lụng như này, nhưng mà họ không bị nhiễm trần gian. Nó là kinh độc đáo. À, tại vì sao không nhiễm? Vì thấy được chân lý, thấy được ba toàn đồ quyển không à, thì đâu có bị mắc kẹt. Còn mình làm mình thấy thiệt á, hãy mình làm ra thấy những thiệt hết trơn á, là mình mắc kẹt, mắc kẹt à. Cái này làm rồi thấy ồ đồ quyển quá, không có gì thật đó. Cho nên với cái tâm thái rất là thoải mái, tự do, à, không dính, gọi là vô niệm vô trước vậy, không dính vô mấy cái đặc chất này vậy. Vì nó từ tâm mình biến quá mà dính gì, không cần thiết. Điểm độc đáo của người giác ngộ, thấy đúng thực chân lý thì nó sẽ như thế. Mình sẽ tiếp câu thứ sanh vô sanh. Sanh vô sanh từ chính nó là vô sanh, phụ nó là sanh, tức là ngay trong cái tịch lặng đó nó mà hay sanh hay động, ngay trong cái không sanh diệt phát huy lên cái gọi mình đi vào trong cuộc đời làm cho nó sống động lên. Hay là ngay nơi cái sanh này nè, sanh diệt này, có cái vô sanh, hay cách dịch đều đúng, đều mang cái ý nghĩa của tổ sư thiền. Ví dụ trong cuộc sinh diệt, trong cuộc sống này là nó sanh diệt, sanh sanh diệt diệt là liên hồi vậy. Nhưng mình có một cái không sanh diệt bước vào trong bằng cái vô sanh diệt đó. Vô sanh đi vào cuộc đời bằng cái vô sanh đó. Cái tâm thể bất động đó. Nó hay sanh vô sanh và sanh, sanh và vô sanh. Nè, cái độc đạo của tổ sư thiền là chỗ này, phải nhìn cho ra. Mà cái điều này á, mình nói có chứng cứ hay không, hay là tự ý mình nói? Thưa, có chứng cứ đấy. Đây mình dẫn một đoạn trong kinh Pháp Bảo Đàn, chính Lục Tổ Huệ Năng đã thuyết minh về cái điều này. À, khi mà có một vị tăng tới hỏi ngài về tam thân tứ trí đó, thì Lục Tổ mới giải thích xong, Lục Tổ mới có một bài kệ, và cục kết trong bài kệ như thế này. Mình sẽ ghi lên đây, thuyết minh. Đây, cái câu này rút trong kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà có vị tăng hỏi về tam thân tứ trí đó, thì Đức Phật ngài Lục Tổ mới giải thích chuyển tam thân thành tứ trí. À, chuyển không, chuyển à, kêu bằng tâm thức á thành tứ trí. Thì trong cái lúc mà chuyển như vậy, chuyển xứ đó, tức là chuyển từ thức, thí dụ như chuyển năm thức trước thành hạnh gì, giờ tám thức nè, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nè, tới thân đó là năm thức trước, cái ý là thuộc về ý thức, thành diệu quan sát trí, rồi thức thứ bảy ha, còn đa thức đó thành bình đẳng tánh trí, rồi thức thứ tám thành đại viên tánh trí, à đúng không? Thì bây giờ chuyển, khi mà chuyển những cái đó, nhất là chuyển thức thứ sáu và thức thứ bảy đó, hai đó mới quan trọng, hai đó trên nhân, chuyển trên nhân. Và thuộc tổ mới trình bày cái chuyển trên nhân này đó, trên nhân mới chuyển được, còn những cái trên quả là không có chuyển được, đúng không? Chuyển trên nhân thôi. Thì chuyển thức thứ bảy và thứ sáu, thì trong khi mình chuyển hai cái thức đó đó, mà mình á không có bị động tâm, bất lưu tình là mình vô tâm được, mình không có bị dính mắc, thì ngay khi đó
mình ở trong cái chỗ mà gọi là ồn ào, phồn hưng vĩnh sử, là ở trong cái chỗ mà ồn ào tạp nhạp đó, nhưng mà mình vẫn ở trong định được. Đó đó mới là cái thứ thiệt, tức là sanh mà vô sanh, vô sanh mà sanh, của cái câu về Thị Sư Quảng Nghiêm đó. Chính cái niết bàn đó, đó cái chỗ chuyển đó là cái niết bàn đó, là cái chỗ tôi sẽ thiền muốn nói. Chứ không phải rơi trong tịch diệt mà nằm yên đó. Nếu rơi trong tịch diệt mà nằm yên trong đó, đó khi gặp cảnh động một cái là mình động, động theo. Còn cái này khi mà mình chuyển được như vậy rồi, nó yên rồi á, nhưng mà mình không có tiêu bằng mắc kẹt ở trong đó. Cái chỗ mà bất lưu tình, tức là vẫn cái biết sáng suốt nhưng mà không dính mắt, tức là cái vô niệm của lục tổ, thấy biết hết mà không có dính mắt. Đây là cái đoạn độc đáo. Và như vậy là cái định của Đức Phật, Na Già Định là cái định của Đức Phật. Mình ăn, mình tất cả mọi nơi ồn nào ào náo nhiệt, phồn hưng vĩnh sử, ở nơi những cái chỗ đó đó, nhưng mà mình vẫn hằng lặng lẽ. Na Già Định là hằng lặng lẽ. Na Già là Phật, định của Đức Phật. Còn mình định mà cảm động mình động, nó là định qua là hắn. Chỉ định trong lúc ngồi thiền thôi, ha, trong lúc tịch diệt thôi, mà mình thấy ý vào cuộc đời mình bị động đó là không xài được. Còn ông Phật Thích Ca đó thì lúc nào Phật cũng định. Và lục tổ chủ trương như vậy, định trong động, chứ không phải ngồi yên mới định. Cái gì phân biệt được chưa? Nó là cái chỗ khác biệt. Đây, rõ ràng là Thiền Sư Quảng Nghiêm Đời Lý, tức là đi theo con đường của Tổ Huệ Năng, thì chính là thiền tông, chính là tổ sư thiền. Rất rõ. Coi như cái một cái dòng chảy từ Thầu Khê đó, chảy sang Việt Nam mình, đi xuống cho tới bây giờ. Và thường chủ trương cái thiền phái Trúc Lâm cũng đi theo đường hướng đó, không khác. Và nói thật ra, từ Phật Thích Ca này, trên Phật Hội Liên Sơn đó, và cái mặt chỉ này thì chỉ có thiền tông mới chỉ ra. Trần Giáo Môn thì không nhìn theo phương hướng đó. Thiền tông thì nhìn Đức Phật Thích Ca, khai thị bằng cách đó. Tức là có một sự chỉ đỏ xuyên suốt từ bên Ấn Độ chảy xuống Trung Quốc, xuyên Trung Quốc, xuyên cho Việt Nam. Điều một nguồn thôi, cái mặt ngầm nữa là chỉ cho mình cái tịch và chiếu này đây, sanh và vô sanh này đây, ly và tịch này đây. Đó là điều độc đáo. Và chính vì vậy mới nói Nam Nhi tự hữu xung thiên chí. Cái bậc làm trai phải có cái chí sông trời thẳm, không có đi theo cái bước mà Như Lai dạy ra bằng phương tiện đó, chỉ cho hàng tâm thừa đi. Ở đây phải nói rõ như vậy mới được, chứ không phải là không đi theo đường của Phật không. Tại vì tổ sư thiền thì cũng của Phật chứ ai. Tôi giải thích thêm một chút là không đi theo con đường phương tiện đó, Phật chỉ cho hàng tâm thừa đi. Nếu mà vật làm trai mà gọi là vật tiêu hùng á, mình đi theo con đường sông trời thẳm như vậy, tức là nhìn lên cái thấy trời liền, không đi từng bậc. Cái gì hiểu ha? Không đi theo con đường mà tam thừa Phật dạch ra cho những cái hàng tu mà đi có phương tiện đó, học nên ta siêu diệu phương tiện mà. Mà trong tiếng đầu ca nói là một nhảy vào liền đất Như Lai, nhất siêu cực nhập Như Lai địa. Đây là con đường của thiền tông. Tổ Danh Gia thì Huyền Giác có nói, tức là chỉ cần một bước thôi nè là bước vào đất Phật, cho ông con đi leo lên từng bậc thang ha. Như hiểu hình ảnh không? Tam thừa là đi từng bậc thang đi lên, đó là thiền của Nguyên Thủy và thiền Đại Thừa, đi từng bậc đi lên. Đặc biệt thiền tông có vậy, bước ngang cái vô đất Phật, tin nói không? Đó là cái điều mà ít ai tin nổi. Nhưng mà cái gì tu rồi thấy hay, điều đó có thật chứ không phải không? Tại sao? Bây giờ ở bên Tịnh Độ cũng hay dùng cái vụ này, Thiền Tông cũng hay dùng cái vụ này. Bây giờ á, bây giờ giữa cái không này nữa, mình bắt cái thang, bắt cái thang ha, cái thang đứng đi. Bây giờ á, thì giữa hư không này mà, thì bên này hư không không? Bên hư không, bên này cũng hư không luôn. Trên đầu thang cũng hư không. Bây giờ muốn tới hư không đó thì tam thừa họ mới đi từng nấc thôi như này, bám cái thang lên,
bước trên đầu thang họ cũng đụng hư không, chứ còn gì nữa. Thiền tông đâu cần bước ngang gì ra hư không rồi, cái gan có gan dại hay không, cái dám bước ngang gì không. Bước ngang sợ thấy không chứ bước. Bên này, bên đây cũng là hư không, bên đây cũng là hư không, chỉ cần bước ngang như thôi, một bước thôi là hư không, là vào đất Phật. Tại vì chúng sinh nhát lắm, chúng sinh không có dám bước kiểu đó, chúng sinh lên bước lên từ từ này, mới nghĩ rằng ở trên kia kìa mới là Phật. Thì ra hư không, ở đây mình đã nói dụ hư không là pháp thân Phật mà, chỉ cần bước ra cái là vào hư không, vào pháp thân thôi. Nhưng mà vì mình sợ đó, mình sợ chết, sợ mất cái thân này, mình không dám bước, phần lớn chúng sinh như vậy. Chứ pháp của tổ sư rất là hay, nhưng mà vì chúng ta nhát nè, kêu buông cái thân liền không dám buông, không dám buông, buông cái tư duy này liền không dám buông, dụ cho bước ngàn cái chậu không, không dám làm. Cái Phật mới thương thôi, người ta lập ra từng lớp học như không nổi không, mình tu đại học không nổi, học lớp 1, lớp 2, lớp 3 bước lên có cái nền tảng đỡ sợ, lên tới trên cũng phải bước ra, lên tới cái đầu thang nó cũng phải bước ra, không à, không bước không thành Phật được. Nhớ cái điều đó, không bước là không thâm nhập được pháp thân được, cũng phải bước ra. Nhưng lúc đó mình đủ sức rồi, nhờ mình đi leo lên cao quen, chứ dưới đây mình kêu bước ra liền không dám bước. Vì hiểu ý mình nói chứ hả, là như vậy đó. Phải tập cho mình tam thừa này nhá, tập cho mình bước từ từ, rồi cũng phải bước ra không thôi, cuối cùng phải bước ra thôi. Không có cái cách chi mà không bước, không bước thì không nên phát đưa. Như vậy giống vậy. Còn tay gan dạ đang ngay đây là bước ra đó, rồi thâm nhập pháp thân liền, đi vào pháp thân liền, hay như vậy. Cho nên người phải mạnh mẽ, trí tuệ, dám buông cái thân, dám buông những cái tư duy này, thì lập tức vào trong đất Phật ngay. Đó, nó khác giữa đại thừa và tối thượng thừa là chỗ này, tối thượng thừa này khác với đại thừa chỗ này nè. Chỉ cần bước ra cái thôi, trong khi đại thừa không phải đi từng bước. Cho nên đại thừa là tiêu là như vậy. Như thần tú ấy, là một cái pháp tu, ổng là đứng đầu một pháp tu của đại thừa, tiệm tu và quệ năng là đúng ha, đúng rồi, nhanh cực kỳ. Hai cái lập trường khác nhau thấy rõ, một cái thẳng tắc vô cùng. Mà thật ra nó tu theo Phật nhất định là phải bỏ thân này thôi à, mình mà thương cái thân quá là không có giờ thành Phật được. Thì là gì không được, nói ra là chúng sanh sợ liền, nói bỏ thân này cũng ngán lắm. Ai sợ mất thân nữa, sợ nó khó là vậy đó, ai cũng ngán, nó khó cực kỳ. Nhưng mà cuối cùng phải bỏ thân thôi, có ngôn nào vậy, tịnh độ vậy, ông muốn về cõi Phật ông cũng phải bỏ thân này, đừng liên tiếng nó mới về được chứ, đúng không? Nhưng do gì bỏ liền, không dám bỏ, không dám bỏ, cho nên phải niệm Phật này nhá. Nhưng mà cái lông thùng thuộc rồi mới dám bỏ. Nhớ không? Cái gì nhớ cái câu chuyện anh chàng trộm đi vô trong chùa không? Cái chuyện này bên tình độ cả lắm. Một hôm anh trộm anh vô, anh cứ ảnh rình ở cái chùa, anh nghe tối nghe tụng kinh, thì chịu ở Trung Quốc, tuy nhiên tụng kinh Tàu thì anh biết, thì tụng kinh A Di Đà tiếng Tàu thì anh biết, anh người Tàu à, không biết. Thì anh mới nói trời, thành Phật đâu có gì khó đâu ta, chỉ 7 bữa không có suy nghĩ gì, anh nghĩ là Phật thôi, thành Phật quá trời dễ. Đó, vậy mà mấy ông thầy cũng giấu mình chứ. Giờ mình vô mình thôn thử à, anh vô anh bỏ, anh vô anh ngồi thiền, ngồi anh chánh địa niệm Phật, thì ảnh là tay kêu đạo chích nổi tiếng ở vùng đó, ai cũng biết hết, mấy thầy cũng biết, sợ ảnh cứ coi chừng ảnh hoài. Anh ngồi thiền sẽ anh chôm độ. Nhưng mà ảnh đã bỏ cái tâm đó rồi, bỏ rồi, nhất định tôi thành Phật mà. Tiến ngồi như vậy, đánh niệm Phật tới bài thứ 6 rồi. Cái ngày thứ 7 đó, cái ông thầy chủ trì biết, biết tay này là tu hành khá. Cái ông thầy mới nói, giờ đó, hồi đó giờ con á, mang tiếng là ăn trộm nữa, được chích. Giờ á, con tu hành như vậy, con dám bỏ thân không?
Thì anh rõ này, anh niệm Phật tới bữa đó là quá trời tích cực rồi. Thế là cái công phu nó tột đỉnh. Anh nói dạ, về sư phụ kêu con làm gì con cũng dám làm. Thì ông thầy đó, chủ trì nó giờ con leo lên cái dương trước cửa chùa, rồi leo lên chảnh đi. Anh là thầy, nghe theo lời thầy nha, thầy nói gì con làm sao gì đó. Thì ông Trọng nói vậy thôi, sư phụ dạy con sao làm nha. Con leo lên tuốt trên cầu lắm rồi, cái dương cầu lắm. Cái ông thầy kêu buông, anh buông mình xuống đi. Ở buông đầu chết đâu, Phật Di Đà trước. Hay không? Tuyệt vời vô cùng. Tại vì ông quên thân rồi, Phật tiếp dẫn liền. Không chết đâu. Con chùa có ông thầy thấy hàm quá trời. Tới anh chọn làm còn được, mình cũng lẽ làm cũng được. Mình tu mấy chục năm nay mà, nhưng bắt trước niệm cũng tích cực niệm nữa, nhưng mà mình không biết cách dụng công của ngài sao. Ông tăng đấy đó không biết sao. Thì tới bữa thứ sáu, cũng gần tới ngày thứ bảy là ngày cuối cùng đó. Thì ảnh cũng tới năn nỉ sư phụ, sư phụ dạy con đi, anh bắt chước mà. Thì sư phụ nói à thì con cứ leo lên đi. Cũng leo lên, cái sư phụ cũng kêu buông, ảnh đầu dám nào, ảnh cứ chù từ chờ anh rùng anh rớt xuống, rớt cái cành dương nó sốc lên này đổ ruột chết, đâu thành Phật đâu. Nó tại vì Phật trước thôi, không có thật công dụng tâm thành cái gì, cái bình voi, cái gì voi á. Cái sự tích bình voi là vậy đó, chết đổ ruột ra. Vì cái dương ấy, nó chỉa vô ruột nè, nhánh dương chỉa vô. Cái gì cái đọc sự tích hồi xưa chuyện cổ tích, sự tích bình voi là cái đó đó, cũng mang cái ý nghĩa đó. Tôi giả dối, tôi gian, tôi dối. Thì kết quả là như vậy. Còn ông đạo chích đó, ăn trộm đó, ông thật tâm ông tu, ông quên được thân. Cho nên tu thiệt ra cái gì, đừng nghĩ là tu thiền mới quên thân, tu tịnh độ mới quên thân thì mới về gọi Phật được. Cho nên không có cái nào mà dễ hết trơn á. Đó là cái điều kiện mà quên cái thân này. Làm cái gì vậy? Chí tâm chí cố làm thì mới thành tựu được cái điều mà cái điều yêu cầu à, gần nhất là như vậy. Huống chi là chuyện thành Phật. Đúng, thành Phật còn vĩ đại vô cùng thì phải quên. Nhưng nhận ra điều này cho nên không có pháp môn nào mà gọi là dễ hay khó. Nó tùy vào căn cơ chúng ta, tùy cái trình độ, tùy cái chủng duyên mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp. Đó, tịnh độ cũng đâu phải dễ. Lúc không quên thân là Phật nào rước, nó chuyện chơi vậy. Mình còn nhớ tao bà là Phật không về rước mình á. Không còn muốn ở đây mà về bến sao được. Không bao giờ. Cho nên trên cái chỗ mà cái lý tánh á, thì cái gì phải hiểu rằng tất cả pháp môn đều giống nhau. Cái chỗ tột cùng không hề khác. Chẳng qua là tịnh độ có cái hay là nhờ Phật tiếp dẫn. Có cái tha lực á, nhờ còn thiền tâm thì tự lực thôi. Nhưng mà cái chỗ cứu cánh để đạt á, y như nhau. Muốn tới cái chỗ đó là phải quên thân thì mới đạt. Nhớ vậy. Sở dĩ tổ sư họ làm được, mà không coi thân không ra vậy á, trời mới nói năm nhi tự hữu xung thiên chí. Phải có chí sông trời thảm, chí ngất trời, chứ không phải chí dừa dừa. Chí dừa dừa cũng không đi ra khỏi trần lao này được. Không như vậy. Nói tôi là khó vậy chứ. Không phải nói không mà được, không phải nói cái miệng không mà được. Mình có cất công phu như mình vừa trình bày. Như cái ông ăn trộm đó, ông công phu gần 7 bữa liên tục niệm Phật, liên tục quên thật, lập tức Phật được. Chứ không phải tôi sơ mà được. Nên nói nam nhi tự hữu xung thiên chí mà. Không đi theo pháp phương tiện, hướng hướng Như Lai thành sư hành. Thì ra tịnh độ cũng là siêu diệt phương tiện đúng không? Cái câu ai Di Đà Phật cũng là siêu diệt phương tiện, đâu phương tiện gì đó. Anh thí dụ cái gì tu đối trị với phương tiện, thí dụ cái gì dùng từ bi chuyện trị nóng giận như thế, dùng bất tịnh trị tham dục, thì đó là đối trị phương tiện. Còn niệm Phật thì ra cũng là tối thượng thừa đấy, thừa nào.
yêu cầu Phật thôi, giống như cái thầm thiền này đó, cái thôi, nó cũng là siêu diệu phương tiện. À, nó cũng tương đương nha. Cái hay của những cái pháp môn đại thừa là ở đây, hay lắm. Cái điều quan trọng là có tin nổi hay không, có đảm đương được hay không. Cái đảm đương là gánh vác đó. Chứ dụng tổ đưa cái gánh cho mình, để lên da mình, dám gánh không? Cái từ đó là hay. Đảm đương, thừa đương. Một cái gánh nặng, hoặc ông trao lại cho mình, này, gánh này. Mình thấy quá trời nặng thôi, mình không dám gánh. Được rồi. Mà chỉ cái những cái việc trong Phật Pháp là một cái gánh nặng, trọng trách. Thường thường phải tiêu cái người kế thừa mình đó, phải đảm đương. Gánh nhé. Cái sứ mệnh nó rất là nặng, phải có đủ bản lĩnh để mà gánh vác đó. Cái sự mà truyền dạy Phật Pháp này không gọi là một gánh nặng, mà học trò có đủ bản lĩnh để mà gánh vác hay không. Cái từ gọi là đảm đương, hoặc là thừa đương. Có những học trò thấy cái trọng trách lớn á, thôi dạ, thôi sư phụ, vậy là thua rồi, sẽ chết á. Sẽ chết là không làm được gì hết, sẽ khổ, sẽ chết. Bây giờ mình nói qua thêm. Bây giờ quý vị có hiểu hư hướng Như Lai hành xứ hành chưa? Tức là không đi theo con đường mà Đức Phật dạch ra cho hàng tam thừa, tức là đi theo thứ lớp á, thiền tông không đi theo được, mà đi tắt ngang ra. Vậy là ha. Và con đường đó là của tối thượng thừa thì nếu gì lãnh hội được cái này, mình sẽ tiếp tục đi qua một cái phần kế tiếp, đó là phân biệt giữa cái thiền mà Hòa Thượng Trúc Lâm đang chỉ dạy đó, tức là thiền biết vọng và biết có chân tâm, và cái thiền gọi là thời đồng. Hiện thời có hai khuynh hướng đang thịnh hành tại đất nước Việt Nam, là thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm, là thiền biết vọng, biết có chân tâm. Chúng tôi trình bày trước về cái thiền của thời đầu trước, tại vì nó thường thường ta có cái quan niệm rằng thiền thời đầu mới là thiền tổ sư. Mà tại sao cái danh từ này? Thưa, tại vì thời nhà Tống đó, Bắc Tống có thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, thì ngài quan sát thấy trong giới thiền môn người ta tham thiền theo cái lối trước đó không thành công nữa, ít người ngộ, cho nên ngài mới bày ra tham thời đầu, tức là đưa ra một cái này giống như một cái chỉ thời đầu hay công án, tức là một cái câu nói của chư tổ hồi xưa hoặc của Phật mà khó hiểu lắm, đưa cho người học đạo đó, người học đạo phải trên câu nói đó khởi nghi, gọi là thoại đồng, phải khởi nghi tình mới được. Tức là câu đó rất là khó hiểu, mình không nghe hiểu được, cho mình khởi nghi trên đó. Thí dụ như câu gì? Thí dụ như trước khi cha mẹ sanh ông ra đó, ông hãy nói một câu, nói được không? Làm sao nói? Biết gì nói? Đó, lại để là những câu. Hoặc là cha mẹ chưa sanh ra, ông là ai? Biết không? Chưa sanh mình ra, mình đâu biết mình là ai. Nghĩa là những câu hỏi đó rất là khó, thì người học phải nỗ lực để mà khám phá ra điều đó. Giờ cha mẹ chưa sanh mình ra, hỏi kêu mình nói, làm sao mình nói? Nhưng mà phải tìm ra được cái đáp án đó thì chưa bắt buộc là nhiều. Nhiều câu lắm, thí dụ như câu như thế này nữa: con chó có Phật tánh hay không? Một tăng hỏi ngài Triệu Châu. Cái Triệu Châu nói có. Cái mộ tăng khác hỏi: chó có Phật tánh hay không? Ông nói không. Ông tăng nghi liền: sao kinh điển đều nói hữu tình đều có Phật tánh, mà sao thiền sư nói không có là sao? Đó, chính cái nghi đó đó làm phát khởi nghi tình. Cái đó là tôi thật đầu. Tại sao nói không ta? Sao chó không có Phật tánh? Nó sao kỳ vậy? Phải tìm được. Đó là thời đầu. Những câu nói nó vô nghĩa như vậy, vô lý như vậy, mà thiền sư nói, mà chính miệng thiền sư nói mà, tại sao mình không tin? Bây giờ mình khám phá ra cái điều đó.
khám phá ra. Ví dụ niệm Phật, mình đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật. Niệm Phật là ai? Quý. Không biết cái người mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó là ai, đâu biết đâu. Tìm hiểu ra con người đó. Cái đó cũng là một loại thoại đầu. Thoại đầu. Mà cái niệm Phật là ai đó, từ thời Minh Thanh rất là nổi tiếng. Người ta sử dụng cái câu đó nhiều. Ví dụ mình niệm Phật nè, Nam Mô A Di Đà Phật, hỏi ngược lại, người biết niệm Phật này là ai? Ai vậy? Ai niệm Phật vậy? Tìm cho ra con người đó. Đó là thôi đâu. Và cái cách tu này đó, tại sao Hòa Thượng chúng tôi không sử dụng đó? Nó có lý do, chứ không phải Hòa Thượng không biết. Hòa Thượng cũng từng nghiên cứu, Hòa Thượng cũng từng tu. Nhưng mà tại vì giữa cái thời đại này đó, thời đại mà cái phần công nghệ thông tin này nó quá trời thông tin đi, quá trời phiền nhiễu đi, đầu óc mình nó vốn căng như dây đàn rồi, đúng không? Căng 180 rồi, bây giờ mình thăm thở đầu nó căng, nó đứt, nó nguy hiểm là như vậy chứ sao. Nó đứt nó sẽ tai biến mạch máu não đi, nó yếu máu não, nó không phổ cập được, tại vì nó nguy hiểm quá, nó đòi hỏi mình phải liên tục dụng công như vậy, tại vì lúc nào cũng đề thở đầu ấy, đề thở đầu. Tức là không cho đỏ mình nghìn nghỉ mà. Lúc nào cũng phải ngắn chặt, ngắm chặt cái công án, cái thời đầu đó. Không được nghĩ cái khác. Cái đề khởi lên hoài. Mình không được thảnh thơi. Cho nên mình rất là căng. Và dễ đi đến tử vong. Hoặc điên khùng. Nó nguy hiểm là điên khùng. Chưa nói tới chết. Và nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Không ngủ được. Mình mà tham thiền kiểu đó, nó căng quá ngủ không được. Lâu ngày, nó chở nhà thương. Có trường hợp chở nhà được, chở đi tâm thần thôi, tâm thần. Còn cái lối của Hòa Thượng biết vọng không theo đó, tức là mình thấy những cái mừng tư tưởng mình không thật, buông đi xuống dễ nhanh nhất luôn, đúng không? Nhờ mình vậy mình ít chấp trước. Ví dụ ai nói ô, mình đưa ra một cái ý kiến lên tập bác, nó đổ quá chứ bây giờ mình không có bộ độ giả có gì bộ. Yên không? Phải re, thảnh thơ vô cùng. Khỏi cự nữ trên trời. Nguyên đồ giả, hư dối. Vọng, vọng đâu có thật. Những cái tưởng đó là hư dối. Cho nên người ta không chấp nhận cũng không sao. Không buồn. Mình đưa ra ý kiến, nó nói, úi, ông nó tầm bậy. Cười hề hề, ô tầm bậy, đúng rồi. Không có thiệt đâu mà chấp nó. Thế là xong vậy đó. Nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng cực kỳ. Không có gân cổ lên cãi gì hết. Mình mới chấp thật là gân cổ lên cãi à. Cãi đỏ mặt tía tai hết. Thì đứt cái Phật luôn. Đúng không? Mình mà cãi quá rồi đứt thần kinh luôn. Cỡ này không có buông đi xuống. Nhẹ nhẹ. Không cần cãi ai gì hết. Đúng không nè? Khỏe vô cùng. Tôi theo Hòa Thượng Trúc Lâm mình thấy khỏe vô cùng. Thì ra mình cũng đã từng nghiên cứu, từng đi theo cái lối thăm thiền cũng có nữa. Và khoảng năm 80 á, 80 tới 85 mình cũng từng theo Thượng Di Lịch, mình tu thăm thở đầu đấy, mình có thử thí nghiệm hết á. Giờ mình thấy đúng là tu kiểu đó căng quá trời căng. Mình không theo, mình có thí nghiệm hết. Mình thấy hay là mình thực hành, tại vì nó tối sư lam á, nhưng mà không hợp. Cái gì phải biết nha, Phật pháp là thuốc, thuốc trị tâm bệnh. Mình phải nghiên cứu cái thuốc nó có hợp với mình hay không. Không phải thuốc nào cũng uống, không phải thuốc nào cũng hay đâu. Chú ý rồi đó. Mình ở đó mình nhỏ mình cũng ăn lắm, mình thấy chặt này cũng hay à. Mình theo là đâu nổi đâu, mình căng phải sợ đó. Mình nói thật với gì nghe, mình có từng theo Hòa Thượng Di Lịch nào, ông già đó cũng xuất sắc lắm, nhưng mà mình không làm nổi. Hòa Thượng thì rất hay, nhưng mà bản thân mình á, mình thấy mình không hợp, mình căng quá trời căng. Có mấy anh bạn đồng tôi với mình mà cư sĩ đó, nói người tôi cái này thôi khó chịu quá, chịu phải lên xe đạp guồng một cái đạp đằng máu nó xuống á, cho nên nó lên đầu chịu không nổi, tại lúc nào mình cũng căng thẳng. Anh đây Hòa Thượng ơi, giờ chú con nghe hôm nay cái đầu mà nặng, cái chân thì nó nhẹ, khó chịu trong mình quá, giờ con lên xe đạp con đạp được không? Hòa Thượng nói được. Rồi Di Lịch nó leo lên xe đạp, đạp vòng Sài Gòn này chạy vòng vòng cho máu nó xuống. Cái đặc biệt thăm thoại đầu á, quý vị không được ngồi thiền lâu. Bên thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì quý vị có thể ngồi 2 tiếng liên tục.
không tôi đâu không có, nửa tiếng rồi, là phải đi, đi dòng máu nó xuống chân, vậy đi phải đánh đồng xa như này, đánh dữ như này, mình cho máu nó xuống tay chân, thì nó mới thăng bằng đó. À, mình cũng từng đi qua Trung Quốc, mình cũng có nghiên cứu nghe ông thầy của anh, thì bà anh họ cũng tu kiểu đó, họ cũng tham thay đầu đó, họ cũng đi, mà đi mạnh lắm đánh, chút chút, mà đi vòng vòng thiền đường, chứ không được ngồi yên. Quý vị mà ngồi 2 tiếng mà tham thay đầu là khùng liền, ngồi lâu là khùng, không cho phép, nửa tiếng rồi phải buông ra, mà đi, và cứ như vậy mà làm hoài, cái nửa tiếng này nửa tiếng kia đó, chứ không được ngồi lâu, bởi vì dồn lên não á, máu nhiều quá, nó căng. À, nó khó lắm, tù nó quá chuyện dễ rồi, nhiều trường hợp nó xảy ra, mình từng quan sát thấy những người bạn đồng tu mình nó cũng khùng luôn á. Có một lần có một ông cư sĩ, ông tham thiền đó, ông bị mát đi, ông nói ông Phật à. Ông vô ngực ông Phật coi, cái hòa thượng nó vịnh rồi đó, bây giờ thầy hô ha, tụi con trói nó lại cho thầy, trói nó lại, trói lên ngồi trên ghế yên như này. Cái hòa thượng mới ảnh cử cái tham thiền tối rồi, mà tôi mới xách cái xô nước á, xô nước lạnh đúng cho ông, tình cờ bất ngờ xối lên đầu ổng, giật mình nó tan lên hết, chứ còn ổng thì tôi không Phật không à, đã đợi mà xối như vậy á, lạnh á, nó máu nó không thoát được cái đó. Mình chứng kiến ngay mắt mình luôn là trong pháp hội và thường di lịch thì bằng thiền đường từ anh, mình đã từng ở trong đó. Cái từ tổ oan giống ma thiệt ra của Kim Dung, của bên đạo giáo bên mình mượn xài thôi, thì nó chỉ cho tình trạng đó đó, nghĩa là nó không tốt đó, nó bị lạc cái đường ma rồi. Phật nó mà Phật Phật không bao giờ tự xưng mình là Phật hết đó, đúng không? Ừ. Mà mấy ông dám tự xưng không Phật, nhưng mà thằng biết liền. Nó trên đường tu nó sẽ có những cái hướng xa lạc như vậy, tại vì mình dụng công thái quá đó, mà mình quan tưởng, mình thấy mình hay, quan tưởng không à, quan tưởng dưới con mắt của những nhà tâm thần học nó quan tưởng không? Hoặc biết gì, và các tổ sư đều biết đó, biết là bệnh đó, là như vậy. Cho nên hòa thượng chúng tôi mới chủ trương là biết vọng không theo, đó là bước thứ nhất. Khi mình biết vọng không theo lâu rồi đó, mình sẽ tiến tới giai đoạn thứ hai là biết có chân tâm, vì lúc đó cái vọng mình nó thưa ra rồi, nó mỏng rồi, thì mình sẽ nhận ra được cái tự thánh dụng của chân tâm đó. À, cái đó thì chưa phải chân tâm đâu, nhưng mà cái tự thánh dụng nó gần với chân tâm, và cái đó trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là kiến đại. Dùng cái kiến đại để mà tu thì sẽ đi dần vào chân tâm. Mình nói một chút về kiến đại rồi mình nghĩ thế nào là kiến đại, tức là cái thấy nè, cái nghe nè, mà không có phân biệt. Ví dụ mình thấy vậy thôi, à, biết thấy vậy thôi, dừng ở đó, không phân biệt là tốt xấu ha, hay dở vậy, thì như vậy là gần gũi chân tâm. Cái đó là kiến đại thôi, theo Kinh Lăng Nghiêm đó. Và con đường đó là con đường vào của thiền tông ấy. Cái đó gọi là tự tánh dụng. Tự tánh dụng, phải dùng cái dụng đó vừa tự tánh để mà vào. Cái chân tâm thì ra không có lối vào, sự thật là chân tâm không có lối vào, phải bằng cái cửa nẻo đó, từ thánh dụng đó, tức là cái kiến đại mà Kinh Lăng Nghiêm muốn giới thiệu để mà vào. À, ví dụ dơ thì biết rồi, mà thấy không, thấy cái gì không, thấy cái giết là bị theo vật rồi, thấy vậy thôi, vì thấy cái giết là bị chạy theo cái giết rồi, mặt rồi, mà có đối tượng để thấy rồi, nó mắc kẹt rồi, thấy thôi. Dừng ngay chỗ phân biệt, không phân biệt, nghe không, ví dụ mình gõ nghe không, nghe thôi à, nghe không, nghe chứ, nghe cái không nghe, nghe không tiếng, nghe không tiếng chứ, nghe cái không tiếng chứ, có gõ mà gõ vô hư không, nghe cái không tiếng chứ đâu phải không nghe, lúc nào cái nghe của hiện hữu. À, cái đó khác nữa, cái đó sao nữa, rồi để mình nói hết cái này cho đã, rồi mình sẽ nói cái còn. Thì như vậy đó là dùng cái kiến đại ha, mà Kinh Lăng Nghiêm nói đó, tức là cái chỗ biết cái chân tâm này đây, để mà mình tu thì lần lần mình sẽ đi vào chân tâm.
đó là cái nhỏ đi vào. Người ta nói là nhập xứ đó, cái chữ mà Thiền Tông dùng, nhập xứ chỗ vào. Đó là cái cách mà Thượng Sư chúng tôi dạy như vậy. Và bây giờ xin giải đáp ngay chỗ, giải thích ngay chỗ mà tuy phân biệt mà không phải ý. Người ta bảo chúc mình vô ha, chúc mình vô cho giải thích cho đây. Câu này rất hay, một chút mình sẽ giải đáp.